Hello anh em, hôm nay lên cái video để thanh lý cái cưa bàn này nha. Cái cưa bàn này thì hàng trưng bày, thanh lý giá là 2,2 triệu. Đó. Có cái chân nè, cưa bàn nó có cái chân rồi. Đây là hàng công nghiệp của Tonsen nha mấy anh, có mã là 79660. Đó. Anh em có thể nghiêng góc ha, mình có thể mình nghiêng đưa nâng lưỡi lên xuống đều được ha. Đó. Giá là 2,2 triệu cho các con cây trưng bày này nha, 2,2 triệu. Nó có hai cái bát, hai cái mâm đưa ra dài ra ngoài, có một thước cử dài đây luôn. Đó, đây. Nha. Thì con này đang trưng bày ở đây. Anh em đang có nhu cầu về thanh lý con này thì có thể ghé cái hàng mình nha. Đó, thanh lý con trưng bày. Hình như còn một con mới nữa hay sao á, thanh lý luôn 2,8 triệu mấy anh em ơi. 2,2 triệu và 2,8 triệu. Đó, anh em có nhu cầu mua thì liên hệ nha. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.